Thưa quý vị, còn tại Nga vào ngày 6 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Điều tra Liên bang Nga của vùng Siberia cho biết có khoảng 30 người đã bị thương sau vụ hai tàu điện chở khách va chạm ở thành phố Kemerovo phía tây nam của nước này. Theo nguồn tin trên, thông tin sơ bộ cho thấy khoảng 30 người bị thương, tất cả đều đã được hỗ trợ y tế. Trong khi đó, thị trưởng Kemerovo, ông Dmitry Andisimov cho biết 40 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, 10 người tự tìm kiếm hỗ trợ y tế. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm theo hướng nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.